Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Thần đồng Ấn Độ Anand vừa có chuyến ghé thăm Đài Loan, nơi anh đã đưa ra một dự đoán đầy ấn tượng và không kém phần u ám. Năm 2025 sẽ là một năm thảm họa với những biến động lớn, trong đó thị trường chứng khoán Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Nhưng không chỉ dừng lại ở những tiên đoán toàn cầu, Anand còn tuyên bố mình có khả năng nhìn thấy rõ số phận tương lai của Đài Loan, một đất nước đang ở vị trí địa chính trị nóng bỏng. Trước đó, Anand đã từng khiến thế giới bất ngờ với các dự đoán chính xác về xung đột Nga-Đông Âu, chiến tranh Israel-Palestine và cả tương lai của gã khổng lồ TSMC trong ngành sản xuất chất bán dẫn. Liệu những tiên tri của Anand có tiếp tục trở thành sự thật và Đài Loan sẽ phải chuẩn bị gì cho những thách thức sắp tới? Mở đầu buổi phỏng vấn, MC đã hỏi về bối cảnh gia đình của Anand. Anh cho biết mình xuất thân từ một gia đình có truyền thống sâu sắc trong việc nghiên cứu chân tinh Vệ Đà, một bộ tri thức cổ đại ở Ấn Độ được truyền từ tổ tiên của anh. Anand có một người chị gái sống cùng với bố mẹ ở miền Nam Ấn Độ, còn bản thân anh hiện đang sinh sống giữa Bangalore và Mysore. Từ nhỏ, Anand đã có niềm đam mê mãnh liệt với chiêm tinh học và nhận được sự hướng dẫn tận tâm từ gia đình. Anh tự học và trở thành chuyên gia có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngôn ngữ như tiếng Sanskrit, Tamil Kannada, Hindi và Nepali. Tiếp theo, MC hỏi Anand về các lĩnh vực ngoài chiêm tinh học mà anh sử dụng để dự đoán tương lai. Anh trả lời rằng, ngoài việc dựa vào trực giác để dự đoán, thiền định giúp anh quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, từ đó làm cho các dự đoán chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào trực giác thì chưa đủ, cần phải kết hợp tính toán và suy nghĩ về các khả năng khác nhau. Trong buổi phỏng vấn, MC cũng nhắc đến việc Anand có khả năng dự đoán thiên tai, các sự kiện chính trị, xu hướng kinh tế và sự lây lan của bệnh tật. Ngoài ra, anh còn dự đoán các sự kiện lớn toàn cầu như động đất, sóng thần. Trong quá khứ, anh đã dự đoán thành công nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm xung đột giữa Nga và Đông Âu cũng như xung đột giữa Israel và Palestine. Anand còn cung cấp dịch vụ phân tích tình hình kinh tế cho cá nhân và doanh nghiệp. Về độ chính xác của những dự đoán, anh thừa nhận xác suất không phải là 100%, nhưng anh cam kết không ngừng nâng cao trình độ dự đoán. Theo thống kê, tỷ lệ chính xác trong các dự đoán của anh đạt đến 89%. MC vô cùng tò mò rằng liệu anh có thể dự đoán số phận của người khác không, và Anand khẳng định là có thể, với điều kiện có thông tin ngày sinh của người được dự đoán để vẽ biểu đồ sao nhằm dự đoán diễn biến vận mệnh của họ. Về kế hoạch nghề nghiệp, Anand cho rằng thuật chiêm tinh và dự đoán chỉ là một phần trong công việc của mình, vì anh cũng là cố vấn cho nhiều công ty năng lượng bền vững và quản lý một số lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, Anand còn giảng dạy tiếng Phạn, tiếng Tamil, chiêm tinh học và chiêm tinh toán học. Trong buổi phỏng vấn tại Đài Loan, Anand đã chia sẻ những dự đoán sâu sắc về tương lai của quốc gia này với một góc nhìn tinh tế và lạc quan. Theo phân tích của anh từ dữ liệu chiêm tinh, bản sắc văn hóa và tinh thần tự cường của Đài Loan sẽ không chỉ tồn tại mà còn là nền tảng vững chắc giúp đất nước giữ vững độc lập, bất kể các biến động về quyền lực toàn cầu. Tuy vậy, anh cũng đưa ra lời cảnh báo, nhấn mạnh rằng từ năm 2025 trở đi, Đài Loan có thể sẽ đối mặt với không ít thách thức lớn cả về kinh tế lẫn an ninh. Tuy đây là chủ đề khá nhạy cảm, anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng lời dự đoán vẫn gợi mở những câu hỏi về tương lai quốc gia này trong bối cảnh quốc tế đang biến đổi. Ngoài các dự đoán về tình hình chung, Anand còn chia sẻ quan điểm của mình về sự phát triển trong lĩnh vực thể thao tại Đài Loan. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng hiện tại vẫn chưa có đủ dữ liệu rõ ràng để đưa ra kết luận chính xác. Trước đó, trong một buổi họp báo về sự kiện blockchain, khi được hỏi về TSMC, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan, Anand cũng có những nhận định đáng chú ý. Anh cho rằng TSMC không chỉ đại diện cho sức mạnh công nghệ của Đài Loan mà còn có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù hiện tại có nhiều yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển của TSMC, Anand tin rằng phần lớn những thay đổi này sẽ đem lại lợi ích cho Đài Loan trong dài hạn. Anand cũng dự đoán rằng từ năm 2025 đến 2026, TSMC có thể sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định, có
có thể đến từ sự cạnh tranh công nghệ gay gắt hơn từ các nước khác. Tuy nhiên, anh khẳng định sự lạc quan về triển vọng lâu dài của công ty, cho rằng TSMC không chỉ giữ vững vị thế hiện tại mà còn có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong những thập kỷ tới. Đặc biệt, dù các nước khác đang đầu tư lớn vào phát triển công nghệ sản xuất chip, Anand tin rằng TSMC sẽ luôn duy trì ưu thế hàng đầu của mình. Nhưng anh cũng cảnh báo, cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt và Đài Loan cần sẵn sàng đối mặt với mọi biến động. Trong buổi phỏng vấn, MC cũng nhắc đến dự đoán chính xác của Anand về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ngoài ra còn thảo luận về cách anh sử dụng thiên văn học và phân tích dữ liệu để tiết lộ những sự kiện lớn trong tương lai, bao gồm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và thị trường chứng khoán, cũng như cảm nhận của anh về sự nghiệp của mình. Thông qua kiến thức về thiên văn, Anand thậm chí còn dám đưa ra dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ. Anh không chỉ nói về cách mình kết hợp trí tuệ cổ xưa và phân tích dữ liệu hiện đại để giải mã thiên văn nhằm dự đoán thiên tai, chiến tranh và xu hướng kinh tế, mà còn đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của Đài Loan. Đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình về việc liệu người kế nhiệm Tổng thống Mỹ có thể là Trump hay Harris, Anand thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc bầu cử Mỹ chứa đựng vô số yếu tố khó đoán, từ ảnh hưởng của truyền thông đến sự bất định trong lòng dân. Việc dự đoán càng trở nên khó khăn hơn khi không có thông tin chi tiết về ngày sinh của cả Trump lẫn Harris, điều mà theo chiêm tinh học là yếu tố then chốt để phân tích chính xác hơn về vận mệnh. Tuy vậy, dựa trên các dữ liệu chiêm tinh và phân tích tình hình chính trị hiện tại, Anand nghiêng về khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc đua này, đặc biệt là khi xét đến các yếu tố kinh tế và xã hội đang tạo nên tâm lý thay đổi trong cử tri. Anh cho rằng nhiều người dân Mỹ hiện nay có xu hướng ủng hộ các chính sách cứng rắn hơn của Đảng Cộng Hòa trong bối cảnh nhiều bất ổn và lo ngại về kinh tế. Dù vậy, Anand cũng cảnh báo rằng bối cảnh chính trị này có thể biến động nhanh chóng với nhiều yếu tố bất ngờ sẽ xuất hiện. Kết quả bầu cử không chỉ quyết định con đường tương lai của Mỹ mà còn sẽ gây ra những tác động sâu sắc lên nền kinh tế toàn cầu, mối quan hệ với các đồng minh và cách nước Mỹ định hình vị trí của mình trên trường quốc tế. Trước câu hỏi của MC về khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ trong bối cảnh hiện tại, Anand thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Theo anh, mặc dù thị trường có thể trải qua những giai đoạn điều chỉnh trong năm 2025, nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng như mọi người lo ngại. Thay vào đó, anh dự đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chỉ gặp phải những biến động điều chỉnh ngắn hạn, phản ánh khó khăn kinh tế toàn cầu và sự bất ổn từ các sự kiện quốc tế. Đối với nhà đầu tư, giai đoạn này có thể tạo ra thử thách về tâm lý và yêu cầu họ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi ngắn hạn trên thị trường. Buổi phỏng vấn khép lại với phần chia sẻ ấn tượng của Anand về phương pháp dự đoán các sự kiện lớn mà anh đã thực hiện thành công, như những xung đột quốc tế căng thẳng, bao gồm cả cuộc chiến giữa Nga và Đông Âu, và gần đây là xung đột giữa Israel và Hamas. Anand tiết lộ rằng mình chủ yếu sử dụng các công cụ phần mềm đặc biệt để quan sát những thay đổi trong các hiện tượng thiên văn. Với các dữ liệu thiên văn kết hợp cùng kiến thức chiêm tinh, anh có thể theo dõi các sắp xếp của hành tinh và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, vào thời điểm 4 ngày trước khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, anh đã phát hiện sự sắp xếp của các hành tinh trên bầu trời có những điểm tương đồng bất ngờ với thời điểm sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, đặc biệt là vị trí của sao Hỏa. Anand cũng chia sẻ rằng anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thêm về hiện tượng này, không chỉ qua thiên văn học hiện đại mà còn bằng cách tìm hiểu các tài liệu cổ đại, bởi theo anh, trí tuệ của người xưa ẩn chứa nhiều thông tin quý báu. Việc kết hợp phân tích dữ liệu hiện đại với kiến thức cổ xưa giúp anh có thể dự đoán chính xác hơn về các sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai. Qua việc tổng hợp những thông tin quan trọng, phân tích sâu sắc các dữ liệu và đưa ra những suy luận kỹ lưỡng, Anand nhận thấy rằng các sự kiện có tính chấn động toàn cầu như vụ tấn công ngày 11 tháng 9 và xung đột Israel-Hamas tháng 10 năm 2023 đều xuất hiện các dấu hiệu thiên văn tương đồng. Dựa vào những chỉ dấu này, Anand đã mạnh dạn đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công tương tự và nhanh chóng đăng tải một video cảnh báo trên mạng xã hội.
nhắc nhở mọi người về nguy cơ có thể đối diện với những hành động cực đoan trong thời gian tới. Thật đáng kinh ngạc khi dự đoán của Anand đã trở thành hiện thực không lâu sau đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi Hamas bất ngờ tấn công Israel, gây nên tình trạng căng thẳng toàn cầu. Sự thành công trong dự đoán lần này càng khẳng định thêm cho niềm tin của Anand vào giá trị của việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn, rằng nếu chúng ta biết quan sát và phân tích kỹ lưỡng, ta có thể nhận biết sớm hơn các sự kiện sắp xảy ra và có những biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ Anand đã mở ra những lo ngại và thách thức đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là Đài Loan và Hoa Kỳ. Với những dự đoán táo bạo về thảm họa vào năm 2025 và khả năng thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, Anand không chỉ dừng lại ở việc báo hiệu nguy cơ mà còn khơi gợi câu hỏi liệu chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những biến động sắp tới. Nhìn lại các dự đoán chính xác của anh về xung đột toàn cầu và các bước ngoặt lớn của các tập đoàn công nghệ như TSMC, lời cảnh báo của Anand càng khiến dư luận quan tâm. Dù có người tin, người nghi ngờ, không thể phủ nhận rằng các dự đoán này sẽ thôi thúc chúng ta suy ngẫm về tương lai và chuẩn bị cho những thách thức tiềm tàng phía trước. Bạn nghĩ gì về thần đồng tiên tri người Ấn Độ này? Liệu dự đoán mới nhất của Anand có đáng tin cậy hay không? Mời bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.